Hello, chào mừng quay trở lại với channel Phan Tùng và đến với video clip Phan Tùng sẽ cùng các bạn phân tích lại những gì đã diễn ra cho cặp trận tứ kết thứ hai của chung kết thế giới năm nay giữa T1 và Angie, một cặp trận mà T1 đã thắng áp đảo với tỷ số 3-0 và gây bất ngờ đối với nhiều người. Và để xem là cặp trận này chúng ta sẽ có gì anh em nha. Let's go. Ok, vừa bình luận xong thì mình sẽ ra làm clip phân tích luôn cho nó nóng. Và đây là cặp trận thực ra diễn ra cũng nhanh nên là bây giờ mình vẫn còn sức để ngồi làm clip phân tích lại, chưa kịp thay đồ gì cả. Về dự đoán thì mình đã dự đoán sai cái tỷ số của cặp trận này và mình dự đoán nó là 3-1 vì mình nghĩ là ván 2 thì Anji sẽ thắng. Thì ván 2 Anji ban pick đánh rất là tốt nhưng mà lại bị lật kèo. Và sau đó thì đuối tâm lý qua ván 3 bị hủy diệt thua luôn. Đây là một cặp trận mà mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều tại buổi livestream tối hôm qua, về cái phong độ, về cái lối chơi của cả hai tại thời điểm này. Có rất nhiều sự bất ngờ trong cặp trận bell năm này, mình sẽ phân tích từ từ từng ván một. Nhưng nhìn tổng thể thì T1 đã có màn trình diễn vượt trội hơn hoàn toàn so với bên phía của RNG và các đường của T1 ngày hôm nay đều có một phong độ thi đấu rất tốt. Điểm mà mình lo lắng nhất là khả năng đi đường của Faker hay là những tình huống chốc sớm của Honor. Thì nay Faker đi đường chỉ với Xiaohu và Faker đánh quá tốt về khả năng đi đường. Rồi Honor cũng có những tình huống ganh đầu trận cũng khá là hiệu quả ở ván 3 hay là ván 1. Ở ván 2 thì hơi chốc chốc một chút hay là hơi chậm một chút nhưng mà vẫn ok khi mà late game vẫn có khả năng carry từ Guma Yuzi. Và qua đó thì họ đã có một cái kết quả nó tương đối hủy diệt với tỷ số 3-0. Về tỷ số 3-1 mình dự đoán thì nhiều bạn hỏi là đây là cái dự đoán theo kiểu là con tim hay lý trí. Thì mình cũng nói luôn, T1 tại thời điểm này mạnh hơn so với Angie. Màn trình diễn lượt về của cả hai nó hoàn toàn là màn trình diễn trái ngược nhau. Và T1 thời điểm này là một T1 rất mạnh so với mùa hè. Họ được sự ủng hộ đến từ meta. Sự thay đổi của meta là một sự tác động rất lớn đối với chung kết thế giới 2022 và T1 là một team được hưởng lợi từ meta. Các bạn thấy là bể tướng của Guma Yuzi khu đường dưới nó được mở rộng rất nhiều. Thay vì xoay quanh những con bài khu đường dưới giống như mùa hè, hay là cái bể tướng khu đường trên của rất đã có nhiều con carry trở lại hơn. Và qua đó thì mình dự đoán là T1 sẽ giành chiến thắng cho trận BO5 này. Với một cái tỷ số là 3-1, không phải là 3-2, 3-0 thì nó cũng hơi áp đảo quá nhưng mà nói chung là một trận thắng dành cho phía của T1 theo lý trí của mình biết thời điểm này T1 mạnh hơn và mình dự đoán họ thắng chứ không phải là dựa trên con tim. Con tim là cái trận mà đánh với Gen Z mùa hè thì mình mới dự đoán theo kiểu là con tim là T1 thắng, bởi vì thời điểm đấy đúng là Gen Z mạnh hơn thật. Nhưng bây giờ thì T1 thực sự là một đội mạnh và họ đã trình diễn rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng đi đến với chi tiết từ ván đấu để xem T1 sẽ thể hiện như nào nha. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cấm và chọn ở trong ván thi đấu đầu tiên. Ngay lập tức đã có bất ngờ đối với cá nhân tôi. Mình là một người theo dõi T1 rất sát sao và biết cái lối chơi của họ. Nhưng cá nhân mình cũng đã bị bất ngờ bởi đội hình của T1 ở hai ván thi đấu đầu tiên. Đó là một đội hình không có chống chịu. Thực ra bây giờ trên thế giới mình nghĩ là không có nhiều đội tuyển đánh được cái khả năng sử dụng đội hình mà không có chống chịu đâu các bạn. Tất nhiên không có chống chịu nó vẫn sẽ có những cái vấn đề. Không có chống chịu nó vẫn sẽ có những cái khó trong việc đánh không có chống chịu. Nhưng mà T1 vẫn rất là tự tin pick vào. Và họ đánh điều kiện thắng lên cánh trên. Điều kiện thắng của T1 đẩy lên cánh trên nha các bạn. Nó không phải xoay quanh các xạ thủ giống như là RNG mà là đẩy lên cánh trên. Hiện tại thì có một team là team Jin Dong đang là team đánh lên cánh trên trong nhiều ván. Nhưng kể cả là như vậy, ngày hôm qua các bạn thấy đánh trận Rogue với cả Jin Dong thì vẫn phải là 369 đánh tank. Khi Kanavi đánh carry là 369 phải đánh tank, phải đánh Ragas, phải đánh Ornn để mà lấy người mở giao tranh, để mà lấy người chống chịu tuyến trước cho nó dễ đánh. Nhưng mà T1 nói không. Hai ván thi đấu đầu tiên hoàn toàn không đánh tank. Kể cả là con Viego game 2 cũng là con Viego lên rất là nhiều sát thương đầu trận. Thì nó sẽ có những cái khó trong việc vận hành. Nhưng khả năng đi đường của T1 là một điểm mà chúng ta cần phải kể tới. Họ vận hành cái đội hình này quá tốt. Thực sự mình bất ngờ với cái việc là thứ nhất là họ pick con Rafe dành cho Honor để đánh carry. Mình đồ rằng khả năng đánh carry của Honor thì nó có thể không được mắc ping nhưng mà ít nhất Honor là một player sở trường là đánh carry chứ không phải sở trường đánh chống chịu nha các bạn. Tuy nhiên thì Zerg sẽ bị một vấn đề là Zerg sẽ phải đánh hòa với cả Rafe khu vực trên nếu đánh tank. Thì T1 nói tôi không đánh tank cho tất cả các lane đều carry. Và khi pick đội hình này, điều kiện thắng nó rất nặng là phải thắng đường để con Rey nó cướp dừng con Viego. Bằng không thì cái early nó sẽ diễn ra theo kiểu là con Viego nó sẽ gank rất là rát và con Rey sẽ gank không lại. Và bên phía T1 đã phát huy chất tướng một cách khủng khiếp. Honor đã out jungle con Viego phía bên kia xuyên suốt khoảng thời gian ban đầu, khoảng chừng 10 phút đầu con Viego nó cho tới pha sứ giả nó mới đóng góp được nha. Còn trước đó là bị kiểm soát hoàn toàn. Đứng dưới pick cặp này đánh hòa và hỗ trợ cánh trái rất là tốt. Gần như là Gala và mình không có bất kỳ một áp lực đi đường nào cả. Chỉ có farm hòa thôi. Tất nhiên farm hòa thì Aphelios vẫn sẽ khỏe late game. Nhưng mà mình game này không mở được. Mình thực sự là một player mình rất là ấn tượng với khả năng mở với những con như Nautilus, với những con như Rell, Alistar. Nhưng mà đến game này không mở nổi, không móc nổi một cú nào nhìn cho nó ra là một tiếng mở cả. Và Gala game này không được chơi game.
mặc dù cũng cầm nhiều đồ, mặc dù cũng có dạo đi đường không đến mức bết bát, nhưng mà vào giao tranh không có bất kỳ khoảng trống nào để bắn cả, tuyến trước gãy quá nhanh. Và một điểm nữa mình muốn tạo nên sự khác biệt trong cặp trận này, đó chính là hai người chơi đứng trên về khả năng carry. Ván 1 và ván 3 rớt trên cơ hoàn toàn so với Breeze. Về đi đường thì các bạn thấy là chênh lệch nó không nhiều, nhưng mà đến với tình huống xử lý team fight và lấy lợi thế để đẩy lẻ thì rớt lại bước lên. Ván 1 và ván 3 là hai ván điển hình. Đi đường thì Breeze không thua, nhưng mà khi rớt có lợi thế bắt đầu snowball và nó đẩy lẻ banh luôn các trụ bot. Nó đẩy lẻ banh luôn các trụ cánh. Còn con Fiora game 2 của Breeze mặc dù rất xanh, được mặc dù được gank rất là hiệu quả đầu trận với Wei, nhưng mà không thể nào tác động tới cái cánh đẩy lẻ một cách đủ áp lực. Và kể cả là ván thứ hai lợi thế nhiều đến như vậy rồi mà còn không thắng được, thì đến ván 3 khi mà Wei gãy, ván 3 thực sự là ván con V của Wei gãy quá, là coi như Anji cút luôn. Mình thấy cái trường hợp đánh đấy là mình thấy là Anji chắc là không ba thật rồi, đến đây là chịu không không gỡ nổi nữa rồi. Thì T1 thực sự đã mang lại cho mình bất ngờ với cái lối ban pick. Họ ban pick rất là thông minh các bạn nhé. Đầu tiên là họ ban hai con này để đối phương bắt buộc phải ban Aatrox, và khi ban Aatrox thì họ sẽ lấy con Gray này. Và khi thấy đối phương lấy Gray thì bên phía bên kia Anji quyết định đánh an toàn đường dưới bằng Aphelios cùng với Viego. Nhưng cái sai của Anji là khi thấy đối phương pick Ashe cùng với Heimerdinger, họ lại pick con Nautilus này không mở nổ, hoàn toàn không mở đồ. Mid thì Xiaohu đã bị cấm Lissandra, và các bạn thấy là khi bị cấm Lissandra cấm thêm Galio và Talia nữa, không make play được. Mình không mở được, Xiaohu không make play được. Gala chỉ là một sát thủ tầm trung. Phải phải thừa nhận điều đấy, bởi vì Gala sẽ dễ chơi, bởi vì Gala sẽ thành siêu sao khi mà Xiaohu, khi mà Mình và Wei có những pha make play đủ đẹp. Và lúc đó sẽ là khoảnh khắc mà Gala lên tiếng, hay là bất kỳ sát thủ nào cũng cũng cần những người đồng đội làm nền như vậy. Nhưng mà khi mà Wei, khi mà Xiaohu và cả Gala đều không make play nổi thì không ai make play cho Gala bắn cả. Đường trên thì cái kèo để lẻ các bạn thấy là mặc dù xử lý chất tướng đầu trận tốt, có một pha kiểm soát sứ giả ổn, nhưng đến đẩy lẻ khi mà bị thua tầm nửa đồ cho đến một đồ lớn là con Kirby nó đá banh trụ hai đường dưới, con Caso đứng nhìn là thấy bị thua ván đầu rất nặng dành cho Breeze rồi. Đến ván 3 cũng tương tự là như vậy, con Aatrox đầu trận xử lý kỹ năng không tệ, nhưng mà đến giữa trận bị con Zhone cầm hai đồ nó chặt đau quá, đến team fight thì quẩy không nổi. Còn Faker thì ngày hôm nay đánh quá ghê. Game 1 con Victor Faker gây rất nhiều sát thương các bạn nhé. Đội hình đối phương đội hình khó lên kháng phép. Và Faker lại sở hữu nguồn sát thương phép rất là lớn hơn Victor này. Và những pha giao tranh thì cái W của Victor Faker xử lý nó quá hay đi. Và nó khiến cho bên phía của Anji, cái điểm mạnh nhất của Anji, cái lối chơi của Anji không phải đi đường. Mình đã khẳng định điều này từ rất lâu rồi. À, đi đường họ kỹ năng đi đường không cao. Họ sẽ lựa chọn những góc ganh sớm của Wei để lấy lợi thế đi đường, chứ không phải là những tình huống đè đường đối phương ra để đi CS, hay là solo queue đối phương để lấy lợi thế đi đường dành cho bên phía của Anji. Họ không mạnh về điều đấy. Nếu so về đi đường, TOT Esports, Jin Dong là những team đi đường hàng đầu tại LPL chứ không phải là Anji. Anji là một team đánh hòa lane và đánh team fight sau khả năng make play của Xiaohu, của Ming và khả năng bắn đi từ Gala. Thì ở tại chung kết này họ không làm được điều đấy. Họ không làm được điều đấy trong cặp trận gặp T1. Họ không thể hiện được cái điều đấy nó quá tốt. Về kỹ năng đi đường của họ so với T1 thì mình nghĩ là chỉ có ván 2 là ván mà họ thể hiện cái khả năng kiểm soát khu đường trên tốt thôi. Còn khi mà bung ra một cái thôi là đường dưới nát bét à. Umayushi và Kera vẫn là một cặp đôi đường dưới có khả năng landing rất mạnh tại thời điểm này. Thậm chí kể cả những cặp đôi đường dưới hàng đầu LCK như là Genji đi đường vẫn thua T1. Thì mình rất là tự tin về khả năng đi đường của cặp đôi đường dưới bên phía T1 nữa. Chưa kể là Hope với cả Missing hôm trước đánh với Rogue thì khả năng đi đường của Hope với Missing ở LPL tốt thật. Nhưng mà đến chung kết thế giới thì không đánh tốt được như LPL. Đi đường thì chắc là nếu mà xét ra thì nhiều khi còn một phần nào đó lép vế hơn cả Jacky Love hôm trước đánh ở lượt về nữa cơ. Ở lượt về thì Jacky Love bị thua ở trận Gam thôi, chứ còn mấy trận đánh với cả Rogue hay là mấy trận đánh với cả bên phía của DIX thì cặp đôi đường dưới bên phía của Jacky Love với cả Mark thì khả năng landing rất là khủng khiếp. Còn cặp đôi đường dưới T1 họ đánh hòa lane với cặp này rất tốt. Họ tạo điều kiện để Honor có thể out jungle đầu trận. Mình phân tích rất kỹ về cái ban pick, bởi vì cái ban pick của hai đọc não nhau rất khủng khiếp. Đọc não cực kỳ ghê. Và T1 mang lại cho mình bất ngờ vì họ đánh đội hình không có tank, non tank cờ. Rettung có lẽ như là một lựa chọn an toàn nếu như chơi con này cả không bị bất chấp. Đây là một tình huống mà giao tranh bên phía T1 đã bị rớt chết chay và bị thua team fight, khiến cho bên phía của Anji ăn được khá nhiều mạng. Pha này thì hai Heimerdinger của Kera di chuyển lên trước ở cấp độ 6 nha các bạn. Nhưng mà vẫn không kịp để can thiệp pha này. Và rớt chết nhanh quá khiến phía T1 bị mất một cái xác vào tay của con Viego nữa. Và cố gắng tiếp cận và dòng sạch và Red Topping lên làm nên là pha này và bị đó thua. là chiến Rất may là Honor ăn được con sứ giả để tránh snowball anh em nhé. Và con sứ giả này được bên phía của T1 tận dụng để lấy lại lợi thế cho rớt này các bạn này. Quan trọng này, cái pha này là Honor lấy được sứ giả dành cho bên phía của T1 và dùng nó cùng với cái tối hậu thư giết được con cá sấu ngay pha sau để có thể gỡ lại lợi thế. Chuyện qua
Chứ nếu pha này mà mất sứ giả, sau đó thì cái cánh trên con cá sấu nó khỏe như này, nó đẩy vào ăn trụ top, là kèo đẩy lẻ nó sẽ bị một chiều ngược trở lại với phía bên kia chứ không phải là thành con rớt đâu nha anh em nhé. Pha xử lý rất nỗ lực đến từ Honor. Có được con sứ giả đó, nhưng cái giá phải trả lần nào cũng mất máu, và Đại Văn Tiễn bắn tới giúp cho Tiêu Anh có một pha giao tranh thành công. Quay đang cướp sang, quay lao vào bắn rất tốt, và ta có được rất full kill. Boy quanh cha Viego là đây chứ đâu nữa, sau đó ta tiến vào tiếp. Chỉ có vấn đề của Anji là con Viego ăn nhiều mạng quá. Con Viego ăn quá nhiều mạng anh em ạ. Của Anji là vượt trội hoàn toàn so với T1. Không có một vết xước nào của người đi rừng bên phía của Anji. Và giờ đây họ đang lấy lại lợi thế. Nhưng T1 tổ chức pha băng cụ đứng trên, trụ băng rất nhiều vào người của Zed. Nhưng đó là một tình huống xử lý chiêu cuối thành công. T1... Đây chính là tình huống giúp cho bên phía T1 trở lại ván thi đấu này với pha hạ gục con Raiden đang không còn chiêu cuối, không còn tốc biến của Brave. Và pha này là pha rất nặng nha các bạn, đây là pha siêu nặng luôn. Có được điểm hạ gục. Nó hình thành một điều kiện thắng cánh trên cho phía T1 trông thấy. Pha này tôi không biết tại sao Faker không về nữa. Phát này về được mà nhờ, phát này flat về được mà nhờ. Dưới đang cặp xe xong rồi. Và cơ biểu còn Faker thì đang gặp nguy hiểm ở khu vực đường giữa, ta đặt cường trọng lực, anh ta vẫn còn tốc biến nhưng không kịp làm gì cả. Đường. Quay có... Còn quay ngay lập tức có mặt ở khu vực đường trên, Zed sẽ di chuyển ra để phá mắt và ta sẽ vào ngay. Đây là pha thứ hai cho thấy được cái khả năng comeback đến từ T1 là nặng đến như thế nào. Đây là con Viego 4 sát của team anh em nhé, ăn 4 sát của team. Ngay vào vị trí mà Quay đang đứng đợi. Bị shut down và sau cái mạng shut down này rớt khỏe điên anh em ạ. Quay có bùa đỏ, có Honor này quay ngược lại phản công và họ giữ chân được Quay lại. Red di chuyển tới không kịp và đó là mạng tắt điện cho Zed. Sau đó chuyển mục tiêu của Red, người cắt và sắt qua tường nhưng Honor vẫn đang lao theo. Quyết tâm của điểm hạ gục, cú đá dây móc thành công nữa và đó là hai mạng. Rất nhiều tiền các bạn ơi. Và nó hình thành một điều kiện thắng cánh trên. Đây các bạn thấy nhá, đi đường đến bên phía của AMG không thua nhiều. Không thua nhiều nhưng đến cái tình huống giữa game như này họ gãy nặng quá. Và sau pha xử lý này chắc là nhiều bạn fan Anji sẽ nhớ ngày Bin. Bin nhìn thế thôi chứ thực ra là nó đánh thông minh hơn Breed nhiều á. Gỡ nhưng liệu rằng sải tay của anh ta có đủ dài hay không đây? Không đủ dài. Tay thì chắc là to hơn nhưng mà xử lý Bin nó xử lý hơi bị hay. Nó vẫn thua rớt nha, Bin vẫn thua rớt nha. Anji không được tốt lắm bởi vì có quá nhiều những vị tướng cận chiến và đại bác tiện đã trúng Honor có mặt ở đây kia ra cũng tương tự như vậy. Pha này thì bên phía của T1 đổi lời một mạng vì tướng E2 đến từ Sahu. Các bạn nhìn Dam Victor với cả bạn, các bạn nhìn cái đội hình mà không có mở giao tranh, không có chống chịu nhá. Họ mở bằng cái gì? Họ mở bằng tối hậu thư. Và sau đó thì họ rụt ra với một lượng sát thương sốc vô cùng khủng khiếp. Nguồn sát thương nào của họ cũng lớn cả. Những chống chịu từ trước như mình chết rất nhanh các bạn ạ, chết cực kỳ nhanh luôn. Những Minh hay là Way đi chuyển vào chết rất nhanh và Way game này xanh nhưng mà lại lên đồ theo kiểu là sát thương và gần như vào giao tranh không tanh nổi. Đây là một cái sai lầm rất là lớn về lối lên đồ của Minh, mình nghĩ là của Way mình nghĩ là như vậy. Pha này Sahu E2 vào tính dứt Guma Yushi nhưng bị chết ngược ạ. 3-0 về trụ là một thế trận chênh lệch rất lớn ở phía T1 nha các bạn nhé. Và họ có được lợi thế về mặt thế trận rất là lớn sau khi có được hai trụ đứng trên. Còn đây là pha mà rất đá banh cái trụ bot. Với cái lợi thế landing của con Kermu này nó hơn hẳn. Lúc này nhìn các bạn nhìn hai đồ lớn rồi. Trước đấy là tầm một đồ lớn cho đến nửa đồ lớn là nó bắt đầu đá cánh của bên phía An di chịu không nổi. Và vào cái thế trận 6-1 thì rất khó để các bạn triển khai ở tại các mục tiêu lớn. Và đây là Aphelios 3 đồ anh em nhé. Họ chờ Guma 3 đồ là họ bắt đầu đủ đam ăn Baron, họ rớt Baron liền, họ cầm con Kermu tối hậu thư, họ chấp nhận mất con Kermu và mất thêm khoảng chừng mấy chục giây đếm số của nó cho con Baron đầu tiên. Để có được con Baron này và end sớm. Với kéo lết thì đội hình này giao tranh cũng rất là mệt, đội hình AMG giao tranh rất là mệt. Chuyển đến từ biết tốc độ Baron của mình là phải end sớm thôi anh em ơi. Quay đang nhanh vị trí có hạt không nổ, ta có tốc biến có tất cả mọi thứ để xuống nhưng ta bị giữ chân lại ở phía trên. Baron còn 2000 máu, đó là Baron dành cho T1. Rất có và Breed, cái điểm yếu của Breed là gì? Cái điểm yếu của thanh niên Breed này là luôn luôn chậm chân sau những tình huống giao tranh. Bây giờ đánh nhau xong Baron xong rồi ông mới tay đen làm cái gì đây? Từ biết tốc độ Baron của bên phía T1 rất là nhanh. Quay đang nhanh vị trí có hạt không nổ, ta có tốc biến có tất cả mọi thứ để xuống nhưng ta bị giữ chân lại. Nếu như mà Breed dịch chuyển sớm hơn tại thời điểm trước đấy thì đối phương có thể giật ra. Nhưng ít nhất cũng phải dịch chuyển để mà giữ lại cái áp lực tại Baron chứ nhở. Không dịch chuyển cái là con Viego không dám xuống anh em ạ. Dịch chuyển ra hoàn toàn vô tác dụng. Đây không phải lần đầu tiên nha các bạn nhé. Rất nhiều những tình huống giao tranh trước đó Breed luôn luôn đi sau. Xong rất tất nhiên là việc đẩy sau, sau đi sau là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà thực ra là có thể đi sớm rất nhiều. Mình để ý là Breed hoàn toàn có thể dịch chuyển sớm hơn những tình huống giao tranh của ván đấu này rất nhiều. Để tạo lợi thế cho bên phía của AMG. Còn pha này thì Minh bấn quá mở đại vào ngay cái đồng hồ của Mayu C. Sau đó thì bạn nhìn cái W với cái R Victor này. Không thể vào nổi. Đây là một con Viego ăn 4 mạng đầu trận của team. Đây là một Aphelios farm vượt thời gian đến 5-60 CS. Và được nhường rất nhiều tài nguyên nhưng không thể bắn nổi. Những cái ổ súng, những cái W của Victor, những cái R của Victor như vậy. Làm sao vào đây?
Rõ ràng đây là những tình huống giao tranh cho thấy là cái đội hình không có chống chịu của T1 vẫn có những phương án giao tranh bằng hiệu khống chế họ có. Một đội hình không có chống chịu nha các bạn, vẫn có những phương án giao tranh. Người bị móc lại hóa giải bằng đồng hồ và Minh không mở được. Căn bản là game này Minh mở ai thì cũng khó cả. Mở ai thì cảm giác cũng giết được nhưng mà đối phương cứ có cái đồng hồ, đối phương cứ có mấy cái skill nó thoát khỏi hiệu khống chế của Minh và Minh mở xong thì toàn thấy team chết ngược không anh em ạ. Mà Minh lao vào là chết rất nhanh nha anh em nhé. Game này Faker gây rất nhiều sát thương, Victor này gần như là bá đạo về sát thương khi bên phía bên kia lên toàn giáp. Con Virgo đồ này anh em này, con Virgo xanh sớm 4 mạng sau đó thì alpha mới hơn 100 CS. Nhường farm hết cho con Aphelios nhưng mà xong và team fight tiến trước cứ chết như thế này xong rồi không góc để đánh anh em ạ, không thể nào đánh nổi. Và khi Minh không mở được thì các bạn thấy là Gala cũng bất lực thôi, cầm 4 đồ lớn đấy nhưng mà cảm giác là bắn không nổ. Đến pha này thì chưa end. Pha này thì chưa end nhưng mà nó là lợi thế quá lớn về thế trận. Với chênh lệch đó là 9-1 về trụ, đó là chênh lệch 10.000 tiền. Và mình cứ mở vào là chết thôi, mình cứ mở và ăn cái W là chết. Không làm được gì anh em ạ. Và mở thì Gala cũng không dám bắn vì Gala không có nhiều khoảng trống để bắn lắm. Và mình cứ mở là chết thôi anh em. Móc trúng vào cả Gray rồi đấy. Nó lại gặp đồng hồ, phát trước móc Uba cũng gặp đồng hồ. Và này móc con nữa cũng gặp đồng hồ. Nó cứ dùng đồng hồ ra nó biết. Lợi thế về tiền được cụ thể hóa bằng những cái đồng hồ nhỏ như vậy. Và nó là một nguồn outplay rất là khủng khiếp. Trước khi chết các bạn Faker nhìn nó giật lại một chiêu cuối W một phát thôi là Gala hết chơi nổi rồi, mất nửa cây rồi. Đây là một game đấu mà bên phía của T1 đi đường không hoàn toàn vượt trội. Nhưng mà họ có những khoảnh khắc để họ trở lại ván đấu. Ví dụ như tình huống ăn trụ đứng trên là như Zerg. Và Zerg quan trọng là khi cầm lợi thế Zerg nó biết để lẻ để mang lại áp lực cho team. Và họ biết cách để có thể tìm kiếm lợi thế dẫn trước ở khâu đi đường bằng cách là ăn nhiều những cái trụ trước để lấy lợi thế về mặt kiểm soát các mục tiêu lớn. Và ban pick họ đã ban pick cái đội hình nhìn nó rất là feel nhưng mà họ xử lý nó gần như mắc pick rồi. Mình nghĩ là không có nhiều team xử lý được cái đội hình này nó ra chất tướng như vậy. Bởi vì con Ray này muốn đi con Viego trước nó cần phải sự kết hợp đồng đều đến từ cả ba lane để giúp cho nó có thể đi con Viego trước. Và khi Wave không gank sớm được thì Anji tịt ngòi. Sự khác biệt là MSI Wave gank rất là sớm và gank được nhiều mặc dù các lane của Anji tại MSI là những cái lane không hơn được khả năng đi đường nhiều. Nhưng mà những pha gank của Wave ở tại MSI vẫn tìm được những cái khe hở trong cái lối chơi của T1 để cái lối kiểm soát của T1 để gank sớm và gank sớm rất là hiệu quả, lấy lợi thế sớm để snowball. Còn ván thi đấu này là gần như không gank được. Nhưng đến ván 2 thì Wave gank hay. Ván 2 là ván mình dự đoán T1 sẽ có thể thua bởi vì lợi thế ban pick sẽ thuộc về phía RNG khi họ được chọn bên phía đội 1. Và họ chọn bên phía đội 1 thì họ đã cam chết con dây của Zerg không biết bao nhiêu lần vào kể. Lợi thế cánh trên trông thấy rõ 1-1. Nhưng cái phong độ hiện tại của T1 ở cả ba đường đều tốt. Vì vậy đường ví dụ như game 1 là đường dưới làm nền thì cánh trên gánh, game 2 cánh trên gãy thì lại có con Sai ra đường dưới nó lùi lùi ra nó gánh. Và rõ ràng là khi các bạn thấy là một phần là chất tướng, một phần là xử lý kỹ năng đi đường với các con tướng của T1 là cực kỳ tốt. Đặc biệt là Gumayusi game đấu này là một cái game mà cánh trên gọi là nát bét tè lại nhè, rớt chết 5-7 xác trên top. Honor cứ chậm chân hơn so với Wave và cánh trên gần như là không có cái điều cái thắng nào để đảm bảo cả. Tất nhiên thì rớt thì nó tàn nhưng nó cũng không phế, con dây này vẫn gây được rất là nhiều sát thương anh em nhé. Mặc dù vận hành con dây trong cái meta này là không dễ, vì cấu rỉa nó vào hết chống chịu từ trước đối phương rồi. Và lại là một đội hình nữa, không có chống chịu. Con Viego vẫn phải lên một chút đồ đam ở đầu trận và chống chịu của nó mức độ tương đối hạn chế. Thì con Xayah đi đường farm vượt thời gian được dồn tài nguyên giữa trận này lại trở thành một nguồn carry rất là khủng khiếp. Và vào team fight mặc dù không có chống chịu từ trước vẫn đánh được. Ảo thật sự. Đội hình này là đội hình rất có chiều sâu với team fight với một đường đơn để lẻ, một chống chịu từ trước mở giao tranh, một mid lane cũng có khả năng make play và một xạ thủ đi cùng với hỗ trợ mở. Nhìn đội hình vô cùng bài bản. Thế nhưng mà vào team fight vẫn thua. Và tình huống then chốt nhất tất nhiên là rồng ngàn tuổi rồi. Mình sẽ cùng các bạn điểm qua nhanh về cái diễn biến của đầu trận khi mà T1. Đây là một pha mà Honor di chuyển lên sông trên trễ nha các bạn nhé. Ăn ba bãi. Đó là bãi bùa xanh, bãi bãi cóc cùng với bùa đỏ. Chạy liền lên top rồi nha các bạn. Chạy liền lên top mà cover không kịp luôn á. Nó có Seju để nó đã tính toán rất là ghê cái việc là nó ăn bùa xanh, ăn bùa đỏ, ăn chim, sau ăn cóc để lên ba và nó lên ganh top liền và rớt bị bất ngờ trong pha đấy mất tốc biến chết luôn. Sau đó thì con Seju này vẫn có cua dưới anh em ạ. Và đánh nhau 2-2 thì nó vẫn khỏe hơn con Viego này nhờ nó hơn một cấp độ. Và nó đã về mua giày rồi anh em nhé. Và nó thậm chí không mất cua ở vòng rừng đầu mặc dù đi gank rất là sớm. Và những cái áp lực cánh trên của phía Anji trong cái ván đấu này nó quá khủng khiếp đi. Nhưng mà cánh dưới tự nhiên cái bot này nó lại win ngược dành cho bên phía của Gumayusi cùng với Carrier. Pha này cầu sấm trượt anh em nhá.
Và Bree thì nó xử lý rất là bình tĩnh với cái W còn lại. Sau đó thì bị phản ganh chết liên tục. Người đó mà rớt chết như cơm bữa luôn. Điều cái thằng cánh trên coi như bị triệt tiêu hoàn toàn nhá. Angie quay ra ganh vẫn rất rát anh em ạ. Nó vẫn ganh khỏe thật sự. Nhưng mà con Fiora cầm gần đấy lợi thế vẫn không áp lực đầy lẻ, vẫn không đầy lẻ đủ để có thể, mặc dù con Fiora chất tướng đầy lẻ khỏe hơn Kermit game trước rất là nhiều luôn đó. Đây, nó cam cho chết lần thứ ba liên tục là thấy kèo top này mủ. Là thấy con dây giữa game bắn cầu sấm chắc là không mất máu Seizu à. Nhưng mà đường dưới tự nhiên nó lại hình thành một điều kiện thắng đến từ con Saya của Gumayusi. Saya không phải chất tướng đi đường khỏe anh em nhé, nhưng mà đi đường với Kai'Sa thì ok. Đi đường với Kai'Sa thì được một cái là Kai'Sa nó không phải đi đường khỏe lắm. Và con Saya game này là con nó rất hợp lý bởi vì nó có cái chiêu cuối tự coi vào bản thân rất là hay anh em ạ. Nếu những con xạ thủ khác tôi nghĩ là Guma có thể không được chơi nhiều như vậy đâu. Những con xạ thủ khác mà gặp những con như Sejuani, Sylas với cả Fiora nó thêm cả Nautilus tràn vào thì những con xạ thủ khác nhìn rất khó chơi. Và cái game đấu này đối phương sổ vào rất là mạnh với đội hình như thế này. Khi mà đã có Kai'Sa thì đội hình tiến trước thường là đội hình nó sẽ băng vào rất là mạnh. Thì T1 lại có một khâu ban pick có được con Rheta này. Đây là một sơ hở trong ban pick của Angie dẫn đến cái bối cảnh là T1 vẫn có những phương án lật kèo. Và đây thực sự là một khe hở rất lớn. Họ lại ban đi, họ sợ cánh trên của T1 xanh quá nên họ ban đi con Heimerdinger. Thế nên là họ bị mất lượt ban con Rheta này. Rất đáng tiếc cho phía Angie. Đây là thực sự là một power pick mà phía T1 có trong cái ván này anh em nhé. Đường trên đến pha solo kill thứ ba này là thấy pha solo kill mà rớt nằm xuống thứ tư này là thấy cánh đầy lẻ của T1 có thể sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Lợi thế đầu trận ở phía Anji rất nhiều nha các bạn. Cánh dưới này các bạn, pha bắt đầu là hơn 30 CS dành cho Gumayusi, ăn được cả trụ bot. Ăn được cả trụ bot landing anh em ạ. Nó cho thấy cái độ lệch về khả năng landing đến từ cặp đôi đường dưới hai team là như thế nào. Phan thì rớt né rất là tốt cái tình huống phản đòn trước đấy nhưng mà solo tay đôi thì lại không lại. Fiora này khỏe quá. 0-4. Một Fiora 303 xanh nhất bản đồ. Sejuani nó cam liên tục. Phan này thì không có solo kill nào cả. Phan này thì cả hai đều về được. Kèo này có Sylas lên được cái đồng hồ là có thể win đấy nha anh em. Cái đồng hồ nó câu cho cái bộ kỹ năng của Sylas rất là hiệu quả. Đây, rớt cút luôn rồi. Kích 4 điểm yếu nhanh thật sự ạ. Sejuani cover cho ăn tới tận trụ 2. Và lợi thế các bạn thấy landing con nó còn nhiều hơn T1 game trước anh em ạ. Nó còn nhiều hơn cả lợi thế mà T1 có ở game trước sau khâu landing luôn á. Nó là con số tới 4.000 tiền cùng với 2-1 về rồng. Và đúng là rồng gió nó khiến cho bên phía của Angie bị khó trong việc lăn cầu tuyết tại linh hồn rồng. Anbaron thì họ lại phải chờ ngưỡng sức mạnh của con Kai'Sa không được nhường tài nguyên. Đó. Kai'Sa này không được nhường tài nguyên mà chờ ngưỡng ba đồ của nó lâu quá. Chờ con Xayah này ba đồ thì con Kai'Sa... À nhầm, chờ con Kai'Sa ba đồ thì con Xayah nó cũng ba đồ luôn rồi. Đây là trạng thái giao tranh ở tư thế thua tới 5.000 tiền anh em nhé. 5.000 rưỡi tiền. Không ai chết cả. Angie họ có một đội hình Snowball cũng không phải là quá mạnh. Pha này bên phía của Angie cũng phản ứng rất nhanh nha các bạn. Hai team đều là hai team lớn trên thế giới và họ macro rất là khủng khiếp. Pha này T1 chỉ thực sự lời nếu mà họ ăn được cái có Baron thôi. Nhưng mà rớt chết quả này nặng quá. Wave cũng flash lên được quả Bolo sát người nên là rớt không tốc biến chết luôn và không ăn được Baron anh em ạ. Rớt Baron là mất nhà luôn đó. Mất một Mega cho thiếu một đổi một. Và cái lợi thế lúc này nó chồng chất lợi thế lên một con số rất là khủng khiếp rồi. Nó là 7.000 tiền rồi anh em. 7.000 tiền và linh hồn rồng nhưng mà pha linh hồn rồng ăn Baron này của Angie nó là pha mà rất là chấm hỏi. Thực sự luôn. Thà là pha này nha. Nếu mà Angie đang trên trạng thái hơn tới 7.000 tiền. Mà họ team fight thắng đi. Chỉ tiêu được hết búp Baron đi. Thì đây là pha không phải là quá lực, không phải là lời đâu nhá. Cũng không phải là lời luôn á. Nếu mà họ quét sạch đối phương mà không mất bất kỳ ai thì được. Nhưng mà pha này thậm chí có giao tranh thua anh em ạ. Vãi cả nồi thật. Tự nhiên cái đội hình giao tranh này. Minh với Xiaohu mở rất dướn.
Pha này mình muốn mở để cản Baron nhưng mà tôi nghĩ là nên chờ đồng đội đến góc đẹp để tung CC rất tốt hơn. Mình kiểu bị vội ấy. Mở rất vội và nó bị ngoài tầm sát thương đến từ Kai'Sa của Gala anh em ạ. Gala ở xa quá. Mất hết hai cái CC rất là quan trọng là của Sahu cùng với mình. Mà không có đa tuyến sau anh em ạ. Không hề có đa tuyến sau. Nó mất hai cái CC là mất hai cái CC là thấy rất là khó đánh rồi. Mất thêm cái CC của Sahu nữa, vô cùng khó đánh. Chẳng có bất kỳ cái CC nào để mà giao tranh với T1 cả. Và chỉ có cái tốc biến mở như này thôi thì nó lại không đủ sức để có thể giữ chân đối phương lại. Và Guma khi mà thấy đối phương hết CC như vậy thì cứ đứng bắn thôi, bắn free thôi. Tầm này vô cực có xuyên giáp rồi mà. Ui cầu sớm kìa. An gì còn giao tranh thua anh em ạ. Hơn gần đấy tiền mà giao tranh thua. Trước đấy là hơn khoảng chừng 6.000, 7.000 tiền đấy các bạn nhá. Tiền T1 vừa có được từ Baron nó kéo xuống còn chênh lệch khoảng chừng con số 4.000 hơn. Nhưng mà T1 đang ôm tiền nhiều trên người á, chưa về nhà mua trang bị được, còn lợi thế Mega Mid nữa chứ. Thế bên phía An gì vẫn có thể có một tình huống giao tranh thua và không gỡ được cái gì sau tình huống mất Baron đấy cả. Pha này thì bắt lại được Faker rất là tốt và bên phía của An gì cũng triệt tiêu được thời gian Baron của T1 đi tương đối đáng kể. Sau đó thì có khoảng trống để Bree có thể đẩy lẻ khu cánh trên. Những cái trụ hai đường trên như thế này là thực ra là những cái trụ hai phía của An gì có thể ăn được nếu mà Bree đẩy lẻ áp lực đủ tốt nha. Nhưng bây giờ thì mới ăn được và phía T1 thì có được một con Baron giúp giữ lại cái game đấu này rất là tốt vì con Baron đó là con Baron bên phía của Anji cần để end game mà Anji lại không ăn được, phải chờ khoảng thời gian rất là lâu để nó hồi lại. Có cái tình huống giao tranh ở tại khu vực sứ giả, à nhầm, khu vực rồng ngàn tuổi là tình huống giao tranh và cái R Carrier khủng quá. Con R Attack lag cái game này nó đã khó chịu rồi mà cái pha R này của Carrier lại còn là pha R mà nó lật một cái game đấu thua tới 6.000 tiền hơn, vẫn đang thua 6.000. Con Baron ấy T1 không có, con Baron ấy T1 không có trận dụng được nhiều nhá, vì Faker bắt lẻ được giữa. Anji đã có những phương án bắt lẻ rất là tốt để hạn chế Baron và tạo khoảng trống cho Bree ăn trụ top nữa cơ. Mà cái cú này là cái cú mà Minh mở vội này. Đầu tiên là Minh mở vội khi mà Sahu chưa tới. Tôi không biết là vì Sahu đang đánh carry game này mà không đánh mid lane chung với Minh nên là Minh không muốn nhìn Sahu hay như thế nào, nhưng mà nếu các bạn có xem cái trận vòng bảng thì Anji đánh với cả Genji á, cái trận lượt đi á, lúc mà Sahu bắt đầu tiếp cận bằng E bên phía bên này có Lissandra này là Minh đã flash lên MR luôn. Pha này thì Sahu vừa tele thì Minh lại mở vào carrier rồi. Sau đó thì đẩy cái thủy lô tầm nhiệt và sau đó thì bị dính cái hợp chất đi loạn 5 người. Cái hợp chất đi loạn 5 người anh em ạ. Và mở ở cái khoảng cách như thế này thì con Fiora với ở con Kai'Sa không vào down được ai cả. Ui. Quả R carrier này. Thảy một dọc một đường Angie luôn. Hai xạ thủ với cả mid lane Anji quay qua đánh nhau. Sau đó Faker bắt đầu nó cắt vào nó red hết. Con Sayah này nó đồ không anh em ạ. Tầm này là Guma Yuxi full đồ rồi các bạn. Full 5 đồ lớn luôn rồi. Bắt đầu được nó xả sát thương rồi. Wei xanh xanh đứng chịu sát thương thế sao chịu nổi. Faker vét được. Guma vét tốt. Thắng quả lật kèo ác thật sự ạ. Mặc dù Fiora đã gỡ được hai mạng nhưng mà gỡ thế thì cũng như không. Cũng không thể nào thay đổi cục diện là bên phía của T1 sẽ có được hai mục tiêu lớn rất là quan trọng. Có bao nhiêu con rồng phế nhất thì ông ăn hết, còn con rồng ngon nhất thì lại mất ạ. Và Minh mở một cú rất dướn, rất vội. Mở trong trạng thái là những carry bên phía của Anji chưa vào được cái tầm gây sát thương là cái nhất, cái thứ hai nữa là cái góc đấy họ quên con rể ta glass của Carrier thì phải. Đây là một cái cú hở sườn ban pick rất là khủng khiếp của phía Anji nhá. Đánh một cái đội hình sồ vào mạnh như vậy đã có lợi thế landing như vậy nhưng mà không thể nào end game được. Đầu tiên là sai lầm macro trong tình huống Baron. Sau đó là tiếng teamfight fail ở Baron. Không deny được Baron nhiều. Và không có lợi thế endgame đủ để có thể dứt điểm trước khi rồng ngàn tuổi ra. Đến rồng ngàn tuổi thì nó lại 50-50. Và giao tranh tại rồng ngàn tuổi thì đấy. Co cụm lại 5 người. Cái góc này đúng là góc của Rakdos Glass anh em ạ. Và đây các bạn thấy nếu mà không phải là con Sayah thì chắc là Guma Yuxi cũng sẽ không tự tin bắn được đi như vậy. Trong một game đấu đối phương sẽ có rất là nhiều CC để có thể chĩa thẳng vào người Guma Yuxi. Một cái đấu mà Guma không chết bất kỳ mạng nào anh em nhé. Hai ván đầu là hai ván Guma không chết bất kỳ mạng nào. Lượt về cũng là lượt mà Guma không nằm xuống bất kỳ lần nào. Đến ván 3 cầm cái Varus bắt đầu mới đổi mạng nhiều mới chết thôi. Chết thì không nhớ không nhầm là như hai ba xác gì đấy. Và cầm rồng ngàn tuổi cùng với Baron. Thì bên phía của Anji lại có quả gì đây? Quả này là quả cướp vô xanh nó đi vào lòng đất rồi. Và cảm thấy bên phía Anji bắt đầu bị tâm lý rồi. Ở đây ván 3 là gãy luôn. Một pha mất người rất chấm hỏi đến từ Xiaohu. Một ngày mà Xiaohu đã không make play được cho Gala bắn rồi.
đánh carry thì cũng không thực sự nét lắm, không hơn được so với Faker phía bên kia. Và trước đấy là một sai lầm mất rất là nhiều mục tiêu lớn, thì pha sai lầm của Sahu nó đẩy game đấu vào chỗ chết luôn. Đây là con Kai'Sa full đồ nhưng không dắt thiên thần anh em nhé. Bạn nhìn con Sayan nó bắn kìa, con Sayan nó bắn điên bắn khùng luôn đó, nó bắn những chống chịu tiến trước đối phương nhìn không ra luôn đó. Nhìn Gala bắn không nổi anh em ạ, các bạn nhìn Gala nguyên nguyên cái pha team fight để con Kai'Sa full đồ không bắn được. Con Sayan là nó bắn tỉa từng thằng luôn. Sayan nó bật đứt lên, nó bắn từng thằng trước mặt luôn. Gala có ai mở cho bắn đâu, mình mở đi chứ. Mình không dám mở, mình móc xịt nữa cơ, nguyên rừng team đối phương đây móc móc xịt nữa cơ. Gala không bắn được. Wayne thì bây giờ cũng không lao lên mở được con R đâu. Nhìn Gala này, game này trận này thua phải do Gala anh em ạ. Tất nhiên Gala đi đường thua nó là một phần của Gala, nhưng mà vào team fight cái điểm mạnh nhất của Angie thì Gala không hề được chơi điện tử. Dính hợp chất điện loạn, mình thì yếu máu đi về, Wayne thì cũng thế. Sahu thì chết từ lúc nào mất rồi. Fiora làm sao nó mở tao tranh được. Cố gắng để hit and run đỏ tay đôi với cả Huma Yuzi, nhưng mà mình đẩy được một cú chiêu cuối, móc được một cú cho Gala bắn này. Huma nó còn nguyên bão tố nổi dậy, còn nguyên giáp thiên thần luôn. Và khi Faker bắt đầu sổ vào thì Gala đứt. Và Sahu lao ra một vét ba cũng thua luôn. Quạn nhìn con Saiya nó mất máu như thế mà nó hút lại kìa. Ôi Gubayoshi nó cứu cánh này, nó còn đúng một máu luôn anh em ạ. Mà nó hút máu lại từ đợt lính, nó hút full cây luôn. Cái huyết kiếm kìa, nó hút rác chưa kìa. Huyết kiếm nó hút lại full cây máu. Và sau đó bắn bật ngửa Sahu luôn. Còn giáp thì thần nó gì phải ngại đâu anh em. Nó bắn mỗi đam kìa, 500 đam mỗi đòn. Bán cả giày lên giáp thiên thần rồi anh em ạ. Đây là con Saiya 6 đồ. Không chết bất kỳ mạng nào. 500 CS. Gánh team mãn nhãn. Team không đầu tư tài nguyên cho Guma nha. Team không có đầu tư tài nguyên theo kiểu là ganh xuống dưới nha. Đây là ganh cánh trên, nhưng mà ganh cánh trên fail nên là bị mất hết lợi thế. Còn Guma tự tay ăn lợi thế đường dưới. Tất nhiên đến mid game thì dừng phải nhường farm là đúng thôi. Tất nhiên con Viego lên đồ như này mà nhường farm thì nó sẽ không hiệu quả bằng Seju đâu nhé. Con Seju này nó nhường farm nó tanh vẫn ổn. Viego này thì sống bằng đồng hồ, sống bằng giáp thiên thần và chờ đồng đội dứt điểm đối phương nhặt xác thôi. Chống chịu nó mức độ nó tương đối hạn chế. Và lại là một hình nữa đánh không tanh cờ. Đến ván 3 mới có tanh cờ là có Seju của Honor ấy nha anh em nhé. Đến ván 3 bắt đầu mới có con Seju. Và ban pick ván 3 của T1 cũng rất là thông minh. Ván 2 thì ban pick bên phía của Angie bị hỏng con Rê Taclas. Đến ván 3. Và đây là một điểm sáng của T1 này. Rất có một bảy tướng đường trên rất rộng. Và họ đã có những phương án cho con Aatrox này. Đó chính là con Yone kết hợp cùng với Sejuani. Đây là cặp đôi đánh tay gần và nó kích hoạt cái E con Sejuani rất là tốt. Ở bên phía của Angie thì đưa ra một cái phương án bất ngờ. Họ cấm Rê Taclas vô cùng cần thiết. Họ đã thua vì con Rê Taclas ở game 3, ở game 2. Họ ban đi Thresh để tránh đối phương lấy AFE Thresh ở tại phase 2. Hoặc trong trường hợp mà đối phương lấy con Thresh trước, thì nếu họ lấy AFE thì đối phương có thể lấy Zinc chẳng hạn, hoặc là Varus chẳng hạn. Thì nói chung là họ phải ban con Thresh này rồi. Thì T1 lấy con Tahm Kench trước để lấy hai con carry là con, thậm chí là ba, đó là Zinc, AFE cùng với Varus. Thì bên phía của Angie chấp nhận phải lấy AFE để tránh đối phương qua AFE Tahm Kench. Thì tất nhiên là bên phía của T1 sẽ có được Tahm Kench cùng Varus, Tahm Kench đi cặp với các xạ thủ khác được, thậm chí trong trường hợp này nó có thể biến tấu đi một chút thành con Zinc chẳng hạn. Nhưng mà Varus vẫn là con tướng xạ thủ đi đường khỏe hơn so với Zinc. Zinc nó chỉ đẩy đường thôi chứ còn áp lực đánh dual kill thì con Varus nó khỏe hơn hẳn. Còn cánh trên của T1 vẫn là điều kiện thắng game này. Điều kiện thắng là Faker, Zeus cùng với Honor phải đánh thắng được cặp bộ ba Breeze, Wayne cùng với Sahu. Nhưng với vấn đề tâm lý, với tình huống xử lý dọn giữa trận tốt của T1, bộ ba cánh trên của Angie game 3 lại gãy. Tôi đã rất trông chờ vào bộ ba cánh trên bên phía của Jindo Gaming đánh với phía T1. Được một cái là gì? Là Yaga cũng không phải thanh niên đi đường mạnh. Đó, Faker cũng không ngại là phải đối mặt cùng với Midland đi đường khỏe, giống như kiểu Chovy hay các thứ. Rồi 369 đã phong độ cao thì rất cũng tương tự là như vậy. Hay là Honor mà trình diễn của Honor trong ngày hôm nay là rất tốt. Trừ game 2 thì hơi chậm chân so với đối phương một chút thì nó cũng là điểm bất lợi khi mà đánh với Kanavi nhá. Kanavi thì gánh bén, thực sự gánh bén hơn cả Way ấy nhá. Thì mình cũng chia sẻ luôn về cặp trận sau một chút chút xíu vậy thôi, còn hôm sau mình sẽ làm clip sau. Thì bên phía của Anji cũng đành phải đánh lên cánh trên. Họ bắt buộc phải đánh lên cánh trên và có một chút sự hỗ trợ đến từ Soraka nữa. Thì game đấu diễn ra với tốc độ siêu nhanh. Đây là một game đấu với cái tốc độ rất cao. Mình không nghĩ là bên phía của Angie cùng với T1 lại đánh mức tốc độ cao đến như vậy. Tất nhiên là cái lối chơi của Faker ở thời điểm này hay là lối chơi của T1 tại thời điểm này nó là lối chơi không còn chậm nữa. Phiên bản đánh chậm của LCK nó đã kết thúc từ 2019 rồi. 2019 là một năm thất bại của LCK với lối đánh chậm.
T1 ngày đấy với những player như là Faker, Khan rồi Teddy đánh chậm. Đánh gặp LPL ngộp không đánh nổi. 2020 là bắt đầu DK lên tiếng với lối đánh nhanh. Và sau đó thì gần như là một cái sự cách tân đến từ lối chơi của LCK, họ không còn đánh chậm, không còn đánh du ngủ, không đánh kiểm soát nữa, họ đánh tấn công rồi. Và T1 2021 2022 là phiên bản đánh nhanh, là phiên bản đánh sớm. Thì đây là ván đấu đánh rất sớm đến từ cả hai. Pha này thì con Aatrox này đi một sải rất dài. Đây là một pha 9 công đầu dành cho Brief. Thời điểm này bên phía của Anji chấp nhận mất Xiao Hu cũng được. Bot đã di chuyển rồi mất Xiao Hu cũng được. Cho Aatrox về đón Wailing trên top. Là nó cầm 9 công đầu nó đánh Aatrox với Zhone là nó rất là khỏe. Nhưng mà không, ở lại đánh nhau anh em ạ. Ở lại đánh nhau anh em ơi. Pha này về đón Wailing top là ngon rồi, các bạn tính từ thời điểm này nhá, là bắt đầu mất Wailing top rồi nhá. Pha này che mini map mất rồi. Pha này bắt đầu mất hai Wailing top rồi này. Pha này là con Zhone nó đẩy vào mất hai Wailing rồi này. Vẫn nán lại thêm một lúc nữa để kéo con Vi ra, con Vi này hồi tốc biến trễ nữa, phải lại đón quay cho Sahu mất quay top rất dài, quay là cái đấm quy xịt nữa không có tốc biến, và thế là bị Tam Kè vào đấm chết luôn. Soraka cái level 5 dưới bot chả làm được gì cả, Gala với mình bị đẩy đường trước và sau đó thì Varus với Tam Kè nó di chuyển ra, đây là level 5 nó khó chịu như thế, level 6 cặp đôi nó ra mid chắc là còn chết nữa. Đây Bree bây giờ mới lò dò đi lên, mất thêm một quay nữa. Đánh một hồi tự nhiên thành một cái kèo bị thua CS. Kỳ ghê luôn. Đây là một cái highlight nó đã cắt rất là nhiều rồi anh em nhé. Tình huống này là 2-1 nhưng mà về sau thì rớt ăn được thêm một mạng nữa. Con Aatrox này về đến lane top là bị bắt này anh em này. Con Aatrox bị mất nãy giờ trên top là tầm 3 wave. Từ cái thời điểm đánh nhau ở khu rừng giữa ăn chính cúp đầu xong là bắt đầu thấy mất tầm 2 wave rồi. Từ cái thời điểm này này anh em này. Là bắt đầu 2 wave đẩy vào top rồi nhá anh em nhé. Đến cái pha này là thấy mất thêm một wave nữa. Rồi cái pha đi bộ lại khu đường trên ở 55 CS này các bạn. Cũng bị cái cặp đôi Aatrox với cả à nhầm Zhone với cả Seiju nên nó bớt chết ở tại ngay cái bụi cỏ này anh em này. Là mất thêm một đống wave nữa. Đấy, từ cái kèo top cũng đang ngon như thế. Nó thành một kèo top mà nó thua bấy bá luôn, thua CS luôn rồi. Zhone ăn mạng cái mạng đấy nữa. Pha này thì Faker cùng với Kera đã không tính được khả năng hồi phục đến từ Gala với anh trong dẫn lối cùng với Soraka R vừa lên 6 xong. Soraka nó vừa phá được con mắt ở mid thì phải ấy. Nó vừa hít chút kinh nghiệm ở mid, nó lên 6 anh em ạ, này nó vừa điểm 6 luôn này. Bên phía T1 đã có tiểu băng trụ đổi hơi lỗ. Và pha này thì không có thiếu đốt của Carrier để giảm hồi phục nó tốt hơn cái Ngọc Quyền Lãng này. Vẫn ăn được mạng nha. Vẫn ăn được mạng nhưng mà tiêu tốn hai mạng cùng với tốc biến của Faker và thậm chí là cho những cái nỗ lực hồi mình flash lên tính heal đấy ạ. Trong những nỗ lực mà Guma ăn mạng của mình thì mình cũng đã câu kéo đủ để Sylas của Xiaohu xuống. Bắt chết Guma. Đây là lần nằm xuống duy nhất đến từ không phải là duy nhất mà là lần xuống đầu tiên của Guma từ lượt đi đến từ lượt về đến bây giờ với pha tốc biến gỡ mạng cho đồng đội, đây là 2-3. Còn cánh trên thì Bree xử lý pha này khá khá ok rồi đó, bật chiêu cuối lên xong rồi Q2 flash flash Q2E như này là đã hồi lực máu 200 rồi, thêm chiêu cuối còn à, không phải không có chiêu cuối Soraka, thêm cái pha mà 1-1 giữa trụ không tệ nha. Cái tình huống đổi mạng với cả Zhone của rớt là không tệ lắm. Nhưng mà nhìn chung là cái cặp này là cái cặp nó vẫn đang đây các bạn nhìn này, 3k rưỡi tiền so với 3k6. Đáng nhẽ ra nếu mà không có tình huống chết ở tại khu vực đường trên là ngay bụi cỏ này anh em này, từ đường giữa lên mà chết ở đây này. Là cái kèo này con Aatrox của Bree nó hơn nhiều lắm rồi đấy. Là cái lượt pick sau của rớt này nó có thể là không hiệu quả. Nhưng mà sau đó thì T1 vẫn tìm cách để khai thác lợi thế cánh trên trở lại. Pha này thì rất bị misclick. Pha này nếu mà rất xử lý kỹ năng tốt hơn thì nó có lẽ là tình huống T1 băng trụ mà không mất ai rồi. Pha này rất giật ra sớm quá. Pha này Honor nó tanh trụ mà đâu phải là rớt đâu. Tiêu tốn thêm cái tốc biến mà chết nữa. Thì đây là tình huống khá lỗi của cá nhân rớt đấy nha. Nếu mà giật cái E ra trễ hơn để Honor tanh xong giật E ra sau thì cũng không sao cả. Ui pha này Carrier đúng còn một chấm thời gian để hồi chiêu cuối luôn anh em ạ. Guma nó biết là Carrier sắp hồi chiêu cuối là nó flash nó chạy để câu giờ nhưng mà vẫn chết với cái đòn đánh tay súng khá dài của Gala. Một cái đấu với cái tốc độ rất cao và họ PK với nhau liên tục theo thời gian. Và những cái lượt ban pick của cả hai bên thực ra các bạn nhìn là nó cũng không phải là lệch lắm đâu. Ban pick của hai bên cũng khá là cân bằng ở game này đấy chứ. Và cả hai đánh rất nhanh đầu trận thì cái thế trận các bạn nhìn là nó là 6 đều về mạng, nó là 20.000 tiền ngang nhau. Đánh cái gì mà đến lúc mà Sejuani nó lao lên nó solo kill con, à không phải có Tam Ken nó hỗ trợ một chút sát thương.
nó bắt được cả Soraka của mình ở đây nữa. Và các bạn thấy là khi Minh đánh Soraka là bất lợi rất là lớn trên phía của Anji, bởi vì họ mất đi một người có khả năng nhìn tình huống mở, và họ mất đi một nguồn mở trong team của Anji rồi. Gala mất đi một nguồn mở giao tranh. Sau cái tình huống này là cái kèo top bắt đầu lệch này anh em này. Sau cái tình huống này là con Zhone nó khỏe hơn hẳn so với con Aatrox rồi. Nó về nó xách cái nỏ tử thủ ra là thấy nó lực hơn hẳn. Từ một kèo top ngon như thế, mất trụ top, trụ một tòa bản đồ, con Zhone nó farm hơn, nó ăn 3 mạng. Mặc dù đó nó tình huống xử lý lỗi thì rớt, chứ nếu không nó còn không chết nữa cơ. Aatrox lại còn thọt nữa cơ. Quay từ một con Seizu game 2 ganh gọi là bấy bá bản đồ, ganh ganh nát cái cánh trên của T1, thành một con Vi nguyên game này ganh được đúng một lần con Varus đường dưới, sau đó lăn ra chết 5-6 sát liên tục. Từ một hỗ trợ khả năng make play tốt cầm ngay Soraka, từ một Sehu cũng có khả năng make play tốt bị ban Lissandra cái mù, từ một Gala bắn cháy máy thành một Gala nhìn đâu thấy bốn thằng lăn ra fit, không có khoảng trống để bán anh em ạ. Đây là một pha giao tranh nữa mà rớt lại xử lý ẩu. Căn bản là rớt xử lý cũng hơi lỗi ở con Zhone này. Nó chưa phải là con Zhone perfect anh em nhé. Con cơ mưu game 1 thì bị lỗi pha sứ giả thôi. Đánh rất hổ báo. Và đây là pha mở bên phía T1, tôi cảm giác như bị mở fail á. Tôi cảm giác mà Carry với Honor mở hơi fail á. Bởi vì rớt pha này nó chưa hồi R. Guma ở đây mãi đây. Faker thì mãi đây. Mà Carry với Honor vẫn chui vào bờ. Tưởng đâu phần này con heo này chết chay nhưng mà vẫn gỡ ác. Ác đi đến trễ vẫn gỡ ác anh em ạ. Cái chuỗi CC của cái góc này là cái góc mà mình bảo rồi này. Thực ra Anji là những người start con sứ giả trước hay sao á. Sau họ đang bắt đầu rút lui bởi vì thấy T1 ra họ rút lui. Góc này là góc mà Varus nó rờ chúng 3-4 đứa luôn. Nó không thể giao tranh được anh em ạ. Và Wei chỉ có đâm vào nhưng mà chỉ có đâm ra nữa đâu con Vi này. Con Vi này cầm cái cơ xích đâm vào dồn sát thương con heo. Đây không phải là đầu tiên Wei làm điều đấy nhá. Rồi đến cuối game cũng có mấy tình huống xử lý tương tự như vậy nữa. Nakali nó bảo nó cắt con Soraka không dám heal cho xạ thủ. Mà rớt thì chưa hồi R lao vào với tốc biến, sau đó bị con phê nó trả đĩa chết, nhưng mà không sao. Đổi như này căn bản vẫn lời. Lượm được thêm con sứ giả tuyến sau nữa. Và cách biệt sau khi mà T1 vươn lên dẫn trước về trụ nó tương đối lớn. Pha này nếu mà Gumayusi mà hồi trụ cuối sớm hơn một chút thì chắc là mình đi à. Nó cứ có một chút chút chút, bởi vì cái tốc độ game đó nó quá nhanh đấy các bạn. Tốc độ nhanh như vậy nó có rất là nhiều rủi ro anh em nhé. Pha này thì xử lý kỹ năng rất là tự tin đến từ Guma rồi. Lách kìa, ui, lách như tun. Không cần chiêu cuối tam kê luôn anh em ạ. Mà con Vi lại một lần nữa lao vào sao không thấy lao ra. Cứ đâm đầu vào mở xong chết chết trước ở tuyến trước thôi anh em ạ. Không ai mở phụ là đang tuyến sau cũng không có nữa. Cứ bớt sát thương vào thằng nào đấy lại được con tam kê ăn cứu. Con Vi 0-3 rồi. Và tranh lệch về tiền bên phía T1 bắt đầu snowball mạnh thì bên phía của Anji muốn gỡ. Pha này họ muốn gỡ và nhìn cái thế này cũng hơi nguy hiểm cho phía T1 đấy nha. Đứng cụm lại với nhau. Và Guma nhận hết sát thương. Từ Bola Băng cho đến tả súng hữu đột. Nó Tam Ken đánh chén phát xong. Trời ơi, nó tù gì đâu. Thật sự. Với một cái định sổ vào. Lại còn sổ vào đơn mục tiêu nữa. Ban được con Rheta Glass. Thì lại hở con Tam Ken. Mà Tam Ken Guma đánh đúng áp lực nhiều nhiều cham luôn á, nhiều cham AD luôn á. Cái bể tướng rộng luôn luôn mang lại một cái ban pick rất là đa dạng và nó ban pick rất là khủng khiếp anh em. Anh em hình dung ạ. Nó pick con Tam Ken thôi nó áp lực AFE ở bên kia phải lấy AFE rồi. Lấy AFE rồi nó vẫn lòi ra con Varus. Sau đó nó counter luôn con Vi thế ở con Sylas cầm Bolabang. Mà phía Anji rõ ràng là cái tình huống này họ nhìn không ra được cái tình huống đối phương sẽ dùng Tam Ken để cover. Chẳng thể nào nghĩ được bên phía của Anji lại bị tâm lý nặng đến cái mức mà không thể nào nhìn ra những cái tình huống như vậy, rất là đơn giản. Họ dồn tất cả mọi thứ vào một mục tiêu, sau đó con Tam Ken đánh chén phát sau. Nhả ra nó bắn free luôn. Con Aatrox phải bổ hết vào tuyến trước, bổ vào Honor anh em ạ. Trời ơi, nhìn nó bất lực chưa? Dồn hết vào con Zhone với cả nỏ tử thủ, nó không chết. Carry nó còn có quả make play này, đánh Tam Ken và nó cũng mở giao tranh. Nhìn mà thèm anh em ạ. Con Tam Ken nó chỉ có một kỹ năng duy nhất để mở giao tranh, đó là cái W. Mà nó vẫn chui vào nó mở xong nó đấm nó vẫn chui vào nó mở xong nó vẫn đụng hồ được á, xử lý mấy quả. Những cái lợi thế về mặt là tiền ở bên phía của T1 họ để vào những cái đồng hồ rất là nhiều anh em nhé. Bạn để ý những cái đồng hồ nhỏ T1 nó được áp dụng rất là hiệu quả ở trong game đấu đầu tiên, khi mà mình cứ móc vào nào là nó đồng hồ và mình chết ngược. Ở đây là một pha chỉ bỏ mạng của rớt thôi.
quét sạch. Sau đó thì đây, phải là Wade, không hiểu tại sao Wade đấm vào làm cái gì nữa. Ủa giờ ông đấm vào con heo hai đồ làm gì không? Ông làm cái gì vậy? Tại sao lại đấm vào con heo này? Để làm gì đây? Có tí sát thương nào không? Soraka heal không nổi luôn đó. Chết chết ngược mà không hiểu tại sao làm xử lý những pha như vậy. Đến lúc này thì chắc là thua tầm 8.000 tiền là thấy cũng quán lắm rồi. Cảm giác là không muốn chơi nữa rồi. Pha này rất xử lý kỹ năng tốt rồi. Gala không không yếu anh em ạ. Tất nhiên là không sánh hơn so với các player bên phía bên kia, mà Gala cũng không yếu lắm, chỉ là những vệ tinh xung quanh quá yếu đi. Ở đấy cái pha này là thấy những pha này trong giải đấu nó rất hạn chế anh em nhé. Là những pha đánh lẻ lẻ thiếu người xong rồi thua như này nó rất hạn chế. Đánh nhau đến tầm vài giây sau thì bắt đầu Sahu mới đáp xuống với Tele. Pha này là pha xử lý mà Faker cũng xử lý rất là tự tin vào kỹ năng cá nhân. Thứ nhất pha này là thua đồ, thứ hai nữa là Angie xử lý rất là rời rạc và họ không không còn là Angie mà tôi biết nữa đến có Baron thì câu chuyện nó kết thúc cho Angie. Thực ra đánh lên mấy cái tình huống giữa game mà thấy Angie bắt đầu bị thua tầm 3k tiền, mất hai trụ trước là thấy bắt đầu thua. Đấy, lại dồn tất cả mọi thứ vào để làm cái gì, để làm cái gì, làm sao con Aatrox bổ vào được con Varus này, bật chiến binh tận thế làm cái gì đây. Nó liếm một phát, nó nhả ra, nó trả sát thương, thấy là mù. Khó chịu. Cứ lao lên mở là bị Tam Ken nó ngậm nuốt. Dồn tất cả mọi thứ vào một con Akali còn cái đồng hồ nữa. Quá khó để mở. Quá khó để mở. Một mình Wei là không đủ. Sao bây giờ Wei mất kỹ năng mở thì một mình Sahu cũng là không đủ. Mình đang cầm Soraka rồi. Rớt nó quẩy kìa. Ui. Mình pha này mà đứng trong đấy đặt mạnh chúng là đi luôn cả mình rồi. Vừa hồi cái bộ đà ngon nó quăng luôn rồi. Nhìn nó rất là hủy diệt. Và nhìn rất tội Gala anh em ạ. Nhìn đúng tội Gala luôn. Nhìn năm thành viên đối phương endgame đứng trong bệ đá cổ, những vệ tinh xung quanh đã chết. Sinh tồn không phải là thần Dominic mà đó là vùng kiếm Nhìn đang rơi bắn từ bàn tay trên người Gala. Những AFE cầm ba mảnh vô cực. À, chưa nổi vô cực nữa cơ. Anh ta không còn thời gian nữa rồi, ta bị làm choáng. Và đó là quyết sách kết thúc màn thi đấu này. Và cặp trận đấu sẽ có kết quả là 3-0 dành cho T1. Áp đảo thật sự. Đánh đến ván 3 mà thấy đến cái pha mà Angie có được lợi thế đường giữa hay là đến giữa trận ngang ngang thì cũng thấy còn còn tí hốp. Đến cái pha mất trụ top xong rồi bắt đầu Nhưng cũng là thua. không đủ xuống rớt tập trên trụ. Pha này rớt ăn xong nó tele ra luôn anh em à. Chỉ là pha này tele xong thì chưa có chiêu cuối thôi. À, chắc cũng chưa có chiêu cuối. Pha này tưởng bên phía T1 sẽ đổi sứ giả lấy cái trụ bot cho rớt. Và pha này rớt xanh điên rồi các bạn. Pha này rớt ăn trụ top xong nó xuống bot ăn trụ bot rồi nó xanh điên. Chỉ là nó chưa khoảng trống về nhà mua trang bị cho nên là hồi dừng chiêu cuối lại thôi chứ còn. Lại thấy bắt đầu snowball về thế trận hơn hai trụ là thấy Angie no hope rồi. Đây chưa phải là team mạnh nhất của LPL. Cho gáy sớm thì cũng chưa được. Vì Jindong là một team thứ nhất đi đường khỏe hơn phía của Angie. Thứ hai nữa là Jindong có những lane có khả năng carry rất là đa dạng giống như T1 vậy. Cảm giác hai đội tuyển có một lối đánh tương 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 tự nhau, một cái phong độ cũng xem nhau nhưng mà tôi đang cảm giác là bọn bot phía T1 đang có phần nhỉnh hơn một chút so với bot của phía Jindong về từ laning cho đến xử lý teamfight. Còn về 369 thì trong những trường hợp mà Kanavi đánh carry thì nhiều khi 369 lại phải đánh tank và chỉ ngại một điều là Kanavi canh rát quá thôi. Thì T1 có lẽ sẽ cần phải kiểm soát tốt giống như game này, hạn chế Wei gank, đừng để như game 2 là được. Chắc chắn Angie sẽ là một team mềm hơn so với Jindong rồi. Jindong nghĩ là sẽ có thể thể hiện được tốt hơn Angie rất là nhiều. Họ là đương kim vô địch của LPL. Thì mình cũng rất là háo hức chờ đợi T1 đánh với cả Jindong ở tại cặp trận sau. Còn những cặp trận bán kết dưới, à tứ kết dưới thì mình sẽ cùng các bạn tiếp tục theo dõi anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi clip mình phân tích lại, Văn Tùng cùng các bạn ngồi xem lại xem là những gì đã diễn ra tại cặp trận Angie này và những vấn đề của Angie gặp phải từ ban pick cho tới triển khai cái đội hình ban pick sau ban pick, những khe hở trong ban pick bị đối phương khai thác, T1 đã đánh tốt như thế nào ở trong ván đấu sau khi họ có được đội hình ban pick mà họ mong muốn và họ đã xử lý team fight tốt đến như thế nào trong những game đấu bị dẫn trước
là trong những lợi thế dẫn trước này họ bắt đầu snowball mạnh như thế nào nhờ những lợi thế đã có. Hẹn gặp lại anh em vào những video clip khác của bạn, video clip khác của bạn Tùng nha anh em nha. Bye bye.